Hello, chào mừng anh chị quay lại với channel bên Trường Anh Auto. Hôm nay em tiếp tục về thêm một con Suzuki Vitara siêu thần thánh, biệt danh tạc danh trên các cung đường anh chị ạ. À, anh chị coi nè, bốn cái vỏ này nhìn ăn đứt người ta rồi, anh chị thấy chưa? Vỏ nè, người ta lên vỏ mới toàn bộ mâm, người ta lên mâm đổ luôn, đẹp chưa? Xe này gầm ca bánh lớn, máy có 1.6 nha anh chị nha, chạy sướng cực kỳ, hai cầu đang hoạt động, máy nổ siêu êm luôn. Chủ nhà vô bốn cái này là khá là tốn tiền luôn, bốn vỏ nè, bốn vỏ mới 90% luôn nè, mâm nè anh chị coi, mâm nè, mâm lồi nè, lên toàn bộ rồi, tạo cho em nó có một cái thể thao rất là ok, nhúng ở trong nè, dàn treo nè, đầm bề không dấu hiệu phục vọt nha. Suzuki Vitara là một dòng xe thương hiệu đến từ Nhật Bản, hai cụm đèn nguyên rin nè, ôi trời ơi, cụm đèn là anh chị coi rin ken sa ben, biểu tượng của Suzuki, máy có 1.6 và con này kim cho bà con cô bác 7 lít, cài cầu chạy thoải mái nha. Hai cụm đèn là mới ơi là mới, kết hợp xi nhan bên hông đầy đủ như con xe. Anh chị coi nè, chất sơn rin phủ lên tới 70% trên chất xe nhá, sơn si không một dấu hiệu trầy xước luôn, biểu tượng chữ Vitara nè anh chị, một dòng xe của Nhật đi sướng cực kỳ. Đồ rin con này là men lì luôn rồi, đồ rin của em này phải gọi là men lì, ron chống trước của kính hậu nè, còn nguyên bản như thế này, kính chắn gió nè, rin chưa, từng cái ron nè anh chị coi nè, nó rin đến như thế này luôn, sơn si không một dấu hiệu là chảy xước nha. Vỏ nè, vỏ mới 90%, kết hợp chủ nhà nè, lên toàn bộ mâm thể thao cho em nó, hết toàn bộ mâm lồi anh chị nha, mâm lồi khá là mới luôn, con này mâm 15, mâm lớn luôn, gầm bài phía trong nè, không có dấu tích là một mọt cấn đục đâm vai trước xe đâu nha anh chị. Có vỏ sau nè, vỏ xe cua phía sau nè, mới 90% luôn, mâm nè, đẹp chưa. Dòng xe bánh treo thương hiệu khá là nổi tiếng, dòng này là máy xăng anh chị nha, sơn si không có dấu hiệu chảy xước, nói chung toàn bộ rin hết, kính phía sau nguyên bản biểu tượng của Suzuki Vitara, đẹp chưa. Tappy nè, từ những cái đinh bấm của Tappy nó còn in sâu vào đôi môi em nó như thế này, chất sơn rin nè, phủ nè, lạ lướt các bước đi trên từng con phố luôn. Phía sau là anh chị có một cái hộc để đồ rất là lớn, bà con muốn chứa đồ đạc gì cũng được hết nha. Sàn nguyên bản của nó là sàn nỉ anh chị nha. Đây là thanh nẹp nguyên bản của em nó nè, không một dấu hiệu bị phai mờ. Ghế là đi đôi là ghế nỉ, trần nỉ luôn nè. Dây đai bảo hiểm an toàn đầy đủ cho các bạn con cô bác rồi. Cặp la rin hai bên nè, không có đâm va, không cứng đụng đâu. Anh chị coi đinh bấm nhựa nè, đẹp như thế này. Xe này cọp lắm, toàn là mẫu xe đẹp không. Bên Trường Anh bán rất là nhiều xe đẹp và phục vụ cho bà con cô bác. Anh chị thích mẫu nào bên Trường Anh cũng có thể đáp ứng được toàn thể tất cả cô chú anh chị luôn nha. 79 Khánh Hòa, thành phố Nha Trang, đầy hải sản, ăn hải sản sướng cực kỳ, đã chưa, đẹp lắm. Sơn si không một dấu hiệu trời, bốn vỏ mới 90% nè anh chị coi, vỏ nè, vỏ như thế này là mâm nè, toàn bộ chủ nhà lên mâm hết toàn bộ cho em nó rồi. Dòng này là máy xăng hai cầu anh chị nha, cầu nhanh cầu chậm đang hoạt động đầy đủ luôn, bà con đi rừng rú cài cầu vô một phát bốn bánh bám lấy con đường, tung cánh cất bước đi trên từng con phố thân quen luôn. Chị tắp bay cửa nè, sạch sẽ len keng, keo chỉ được không mất một phần nào luôn anh chị coi. Những sóng gương dập nè, đây là những sóng gương dập nguyên bản chất sơn rin nè, đẹp như nhau nhá. Sàn nè, con này kết hợp là sàn nỉ rin chưa, ghế là ghế nỉ luôn nha bà con, sạch sẽ lắm. Đây anh chị coi nè, đó, phần tay gối đổ về toàn bộ là ghế nỉ hết nguyên bản luôn, tay nắm trên trần, dây đai bảo hiểm an toàn nguyên bản theo xe, mới keng sao en trần nè anh chị coi nè, trần nỉ hết toàn bộ nè, đẹp chưa, rin chưa. Từ khay để đồ mà nắp chụp nó còn nguyên bản như vậy là anh chị biết rồi, đẹp như nhau anh chị nhá. Xe không có một dấu tích là lỗi lầm đâu, lấy về là chạy thôi. Đây nè, sạch chưa anh chị coi, cũ số nè, đời 2005 nha. Đó, anh chị thấy cũ số chưa, cũ số của em đời 2005 là không có dấu hiệu phai mờ nè anh chị xem nè, cầu nè, hai cầu nè, cầu nhanh cầu chậm đang hoạt động nè. Đây nè, thông số kỹ thuật hướng dẫn sử dụng cầu đây nè, còn nguyên bản như thế này, từ phần tay nắm nè, khay để đồ nè, đẹp chưa, chả thiếu cái gì trên chiếc xe nhá, nỉ không dưới thì trời luôn, đẹp như nhau nha bà con. Máy em cực kỳ, từ phần bề ghế nè, nguyên bản nguyên rin theo xe luôn, hai bên sóng lường nè anh chị coi nè, có dấu hiệu đâm va móp méo cho bà con cô bác không, bề gác chân nè,
Sàn là sàn nỉ hết toàn bộ nhá. Mới tinh. Anh chị coi nè. Đẹp chưa? Đó, len keng luôn. Mở máy nè, ở đây nè. Rồi, nắp cô đã được mở rồi đó. Tắp lô, tắp bi rất là sạch sẽ. Đây là những cái vân gai trên phần tắp lô, tắp bi anh chị nhá. Khay học để đồ đầy đủ nè. Tắp bi cửa nè, sạch chưa? Đẹp lắm. Đinh bấm nè, đinh bấm điện nguyên bản nè. Không có dấu hiệu đâm va, chất sân rin luôn nè anh chị. Dòng này bà con mua về chạy thôi, 4 vỏ nè. Vỏ mới như nhau 90% nha. Mâm đúc rồi, mâm lồi hết toàn bộ rồi nè. Đăng kiểm tháng 11 năm 2021. Dòng này khá là nổi tiếng của thương hiệu Nhật luôn. Nhỏ gọn, đi trong các cung đường, các khu phố, các hẻm hóc đều được nha. Dòng xe 5 chỗ không hết niên hạn sử dụng. Máy xăng 2 cầu. Đây anh chị có phần tắp bi. Đó, tắp bi cửa bên tài đẹp như nhau nè. Mạc tem nè. Nguyên bản theo xe nè, hai bên nè. Keo chỉ là không mất một phần nào. Từ phần bề các chân đẹp như nhau anh chị nhá. Đó, đến phần bề ghế nè. Hai bên nè. Con này đẹp lắm mà con lấy về chạy thôi. Vô lăng nè, anh chị coi xe đẹp hay không. Để ý cho chừng anh vô lăng nè. Vô lăng nè. Đời 2005, 15 năm rồi mà anh chị thấy chủ nhà người ta đầu tư cái chiếc xe người ta chạy không. Đó, đến lúc người ta chán người ta bán lại cho bên Trần Anh. Trần Anh xuống thu lại, thấy con xe đẹp là Trần Anh mua nhá. Con này sông kiến rồi, con này kết hợp có gương chỉnh điện, đầy đủ hết trên con xe rồi. Cái vô lăng nó mới tinh rồi. Không một dấu hiệu làm mày mờ cho biểu tượng của Suzuki. Đèn đóm đầy đủ trên con xe, trang bị lóc khóa mở cửa tự động từ xa nữa nè. Chả thiếu cái gì. Chích nhẹ phát nổ máy rồi. Anh chị nè. Dòng này trang bị nhạc nhóm đầy đủ cho âm thanh rồi nha. Anh chị coi phần dàn lạnh nè. Anh chị thấy thông số không? Không có một dấu hiệu phai mờ. Trần Anh gài máy lạnh nè. AC nè. AC đã được kích hoạt rồi nè. Chỉnh chế độ chân, gương mặt, dàn nóng có rồi nha anh chị ha. Dàn nóng có luôn nè. Đời 2005 mà anh chị thấy khiếp hồn chưa? 2005 mà dàn nóng mở phải có luôn qua dàn lạnh nè. Có dàn lạnh rồi nha bà con nha. Côn số nè. Côn số nguyên bản của xe là mới chưa? Xe không một vết trời luôn, tẩu sạc thuốc. Còn nguyên bản như thế này, trang bị xem nó là đồng hồ báo giờ. Đầy đủ trên con xe, gạt tàn thuốc, kính quạt, quạt kính phía sau đang hoạt động đầy đủ trên con xe nhá. Gạt mưa phía sau nè, trợ lực lái nè, ngồi một chỗ sau lăng nè, cực kỳ là đầm, tầm quan sát cực kỳ là thoải mái cho bà con cô bác nhá. Đó, chị thấy tầm quan sát chưa, thoải mái lắm, đèn đóm nè. Đó, đèn đóm đầy đủ trên con xe rồi, chả thiếu cái gì, tắp lô, tắp bi nè, sạch sẽ chưa. Nguyên bản hết nè. Bao da nè, anh chị coi bao da của cầu nè. Rin chưa? Hai bên nè. Rin như nhau đẹp lắm. Máy êm ru nổ không có tiếng động. Dòng xe này bản đủ luôn nha anh chị nha. Tu máy nổ đúng 1000 vòng nè. Đẹp nè. Đẹp phát lên 4000 vòng luôn, báo xăng, báo nhiệt, báo nhớt đầy đủ trên con xe. Chờ được lái ngồi một chỗ. Đèn còi ok. Sông kiến đang hoạt động nè. Kết hợp con này là có cả gương chỉnh điện nha anh chị nha. Gương chỉnh điện đang hoạt động nè. Đó chị thấy chưa. Đó là mẫu xe đẹp á. Hai bên phần thân trụ nguyên bản của con Vitara. Ok lắm. Trần đinh bấm nhựa trên trần. Hai bên phần thân trụ dây đai bảo hiểm an toàn. Nguyên bản theo xe luôn. Nhà sản xuất thiết kế rất là thông minh. Thiết kế hai cái vai này ôm sát người nha. Để khi anh chị qua cua nó không có bị lắc. Nó không có bị cái cảm giác là khó chịu khi qua cua nha. Đó, máy êm lắm. Mua về là chạy thôi, ngoài ra chả phải làm thêm bất cứ một khoản gì nữa đâu. Nói chung là một cái chiếc xe rin mà bên Trường Anh Ô Tô muốn giới thiệu đến toàn thể tất cả bà con đó. Anh chị coi côn ga số nè. Đời 2005, 15 năm mà anh chị coi cũ số nè. Thấy chưa? Có dấu hiệu bị phai mờ một tí nào không? Nỉ cách gì còn nguyên bản lót sàn nè. Sàn nỉ hết toàn bộ nha. Con này mở cốc xăng ở đây nè. Kéo lên, xong. Kết thúc một cuộc tình. Đẹp tuyệt vời. Đẹp dịu dàng mà không chói sáng là vầng mặt trời của Vitara. Vitara thương hiệu đến từ tặc văn của Suzuki nha. Ok luôn. Form dáng cực đẹp. Vỏ mới lên mâm đúc toàn bộ hết cho bà con cô bác rồi. Độ rin con này lên tới 85% luôn bà con. Máy khỏi suy nghĩ đi. Anh chị coi cục máy nè. Nỉ cách nhiệt nè. Đẹp chưa? Anh chị coi nè, phần keo chỉ ở trên nè. Không một dấu tích là đâm va, không một dấu tích là cứng đục trên chiếc xe nhá.
đẹp như nhau nè, hai bên lường nè, đây là phần hai bên lường, hai bên sóng lường của em nó nè, không một dấu hiệu đâm va móp méo nhá, boe cả biến gió nguyên bản của Suzuki nè, anh chị thấy chưa, đẹp lắm, cả miếng gió boe nè, hồng gió chờ đầy đủ những con xe hết rồi nè. Máy có 1.6 thôi bà con. Dòng này sử dụng dây cola cam nhé. Đây nè, đây là dây cola cam nè. 1, 2, 3, 4, 4 máy, 4 cái vết full nhé. Đây là thanh vết full FI nè. Ti tán ốc 7 màu xanh rì nè. Thanh vết full FI rồi. Máy nó cực sướng luôn. Lấy về chạy thôi, 4 máy nè bà con. Hộp chỉ dẫn cầu trì nguyên bản cho xe. Trang bị xem nó là một cái bình khô, nước làm mát, nước xịt kiến đầy đủ trên con xe chưa. Đây là những thanh dằn của em nó nè, không một dấu hiệu là móp méo đâm vai chiếc xe, bao hết toàn bộ cứng đụng ngập nước cho toàn thể tất cả các bà con cô bác luôn nhá. Dòng này sử dụng qua quẹt cục Lenco nè, đây nè Trần Anh, còn đây là cục Lenco nè. Cục Lenco này có chịu trách nhiệm dắt vào 4 đầu vô ri đốt sạch toàn bộ nhiên liệu cho bà con cô bác, và đồng thời bếp phun kích hoạt bơm xăng vô vô ri đốt nhá. Ok chưa? Đẹp lắm. Toàn mẫu sẽ đẹp không? Máy nổ siêu êm luôn. Anh chị có máy nổ không? Không nghe được tiếng máy luôn. Mạc tem phía sau nè. Rin chưa? Rin lắm. Tiết kiệm nhiên liệu cho bà con có bác nhá. Cực kỳ. Dây điện câu không có dấu hiệu là lằn nhằn trên chiếc xe nhá. Đó bà con có bác lấy về và con có bác chỉ việc chạy thôi. Ngoài ra bà con có bác không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nữa đâu nhá. Đây là máy đang hoạt động anh chị. Nổ êm chưa? Toàn bộ rin hết toàn tập nhá. Còn ốp chụp giữ bộ ga em không thử máy được. Đây nè. Đó chị thấy có chỗ nào cứng đụng đâm vai không? Xe cực đẹp luôn. Máy đang hoạt động rồi. Máy đang hoạt động rất là êm ái luôn. Đam mê mẫu này thì alo cho em. Đóng nắp capo là anh chị không nghe được tiếng máy đâu nhá. Không nghe được tiếng máy đâu. Sơn si đẹp cực kỳ. Xe chính chủ ký quyền nha anh chị nha. Xe chính chủ ký quyền và rút hồ sơ cho bà con cô bác chỉ một nút nhạc thôi nhá. Là sở hữu ngay em Suzuki Vitara rồi. Đẹp lắm. Chắc chưa? Con xe cực kỳ là chắc chắn luôn. Bên em còn nhiều mẫu xe, nhiều sự lựa chọn khác nhau nữa đến với tay người sử dụng. Đam mê mẫu nào thì alo cho em. Nhiều xe cỏ nữa. Anh chị có gầm nè. Anh chị thấy phần gầm con Suzuki không? Có chỗ nào mục mọt không? Đó, phần gầm của em nó nè. Mới như thế này nè. Gầm bề là không có dấu hiệu là mục mọt nha. Mới tin nè. Mới chưa? Đó, phần gầm của em Suzuki nè. Mới chết luôn. Đinh bấm dưới gầm còn nguyên bản như thế này. Dòng này trục lép dẫn động cầu sau nè. Anh chị thấy chưa? Trục lép nè. Cầu trước nè. Hai cầu đang hoạt động đầy đủ nha bà con. Đây nè. Cầu trước nè anh chị nè. Đây là trục lép cầu trước nè. Đang hoạt động nè. Đó. Hai cầu đang hoạt động đầy đủ rồi. Lấy về là chạy thôi. Xe chiến lắm. Anh chị nào đam mê về mẫu này thì alo cho Trường Anh Ô Tô nhé. Bên em còn nhiều xe và nhiều sự lựa chọn khác nhau nữa đến với tay người sử dụng luôn. Nhớ đăng ký kênh và đừng quên bấm vào nút chuông thông báo, Trường Anh cập nhật về từng ngày từng giờ về những mẫu xe mới nhất về phục vụ cho bà con cô bác nhé. Life Kia Morning for Laser đầy đủ hết trên chiếc xe rồi. For Laser nè. Toyota dây 2000 GL Camry nè. Camry Q 220 đẹp chưa? Ford Everest 2008. Đây là con Ford Everest 2008 nè. Xe này là siêu đẹp, siêu chất đến với tay người sử dụng rồi. Nhiều xe lắm anh chị ạ. Đam mê mẫu nào thì alo cho em. Cập nhật về từng ngày từng giờ về nhiều mẫu xe rẻ tiền về phục vụ cho anh chị cô chú bác luôn.
Một lần nữa Trần Anh xin cảm ơn và em xin chào và hẹn gặp lại.